Thưa quý vị, trong cuộc sống không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra với mình. Cũng như trong câu chuyện này, người em lấy phụ hồ, trong khi người chị lại cưới được một người chồng đại gia. Và rồi bất ngờ 10 năm sau, thân phận của họ bỗng nhiên hoán đổi vì một lý do. Và lý do đó là gì? Sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe chi tiết về câu chuyện này. Mày điên rồi à? Xinh đẹp như mày kiếm đâu chả được chồng giàu. Chịu khó tân trang lại một tí thì khối anh lái xe hơi đến đón. Sao phải lấy cái thằng khốn rách áo ôm làm gì? Trang sinh ra ở nông thôn, gia đình cô chỉ có hai chị em sinh đôi, là cô và chị gái tên Trâm. Mặc dù sinh đôi nhưng tính cách của họ khác nhau một trời một vực. Trâm là cô gái mạnh mẽ, muốn làm gì sẽ làm cho bằng được. Không những thế, cô còn rất thương yêu em gái. Từ nhỏ đến lớn, hễ có ai bắt nạt Trang là Trâm sẽ ra tay giúp đỡ. Mặc dù kinh tế gia đình không được khá giả, nhưng bố mẹ rất yêu thương hai cô con gái và chăm sóc họ rất là kỹ càng, khiến chị em Trang luôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vì để báo đáp bố mẹ và cải thiện cuộc sống sau này, Trang và Trâm đều rất cố gắng học hành. Vì vậy cuối cùng cả hai đều thi đỗ vào những trường đại học đúng như là mong muốn. Thế nhưng khi lớn rồi được lên thành phố học tập sinh sống, tư tưởng của Trâm trở nên thay đổi hẳn so với trước kia. Một lần Trâm nói với em gái rằng, dựa vào mình thì đến biết bao giờ mới hết khổ. Phải làm quen và quan hệ với những người có tiền thì mới mong ngẩng mặt lên được. Vì tư tưởng đó, Trâm đã quen rất nhiều những người đàn ông giàu có trong thời gian còn đi học. Vì vậy cô học hành chảnh mãng, suốt ngày chỉ chăm chăm quần áo son phấn làm đẹp. Mặc cho em gái khuyên nhủ như thế nào, Trâm vẫn không nghe. Sau khi tốt nghiệp, Trâm nói cô muốn cưới một người đàn ông hơn 40 tuổi làm chồng. Ông ta tuy già nhưng giàu có, thế nhưng đã có một đời vợ, nên càng khiến bố mẹ Trâm giận dữ nhất quyết phản đối. Nhưng Trâm mặc kệ bố mẹ không đồng ý, cô vẫn cương quyết lên xe hoa với người đàn ông đó vì mong muốn cuộc sống đầy đủ, không phải lao động vất vả. Quả thật, sau khi cưới, Trâm được sống trong một ngôi biệt thự to nhất nhì huyện. Mỗi ngày cô đều lái xe hơi đắt tiền đi dạo, shopping khắp các cửa hàng lớn nhỏ. Và cô mặc nhiên coi đó là cuộc sống hạnh phúc mà cô từng mong muốn. Ngược lại, Trang thì luôn cho rằng cuộc sống của chị mình thật là đáng sợ. Cô chỉ biết lao đầu vào học hành và sau đó tìm một người đàn ông bình thường để kết hôn. Và sau đó, Trang cũng yêu Đức, một anh học cùng trường. Mặc dù anh là con một trong gia đình dân nghèo, nhưng rất có chí tiến thủ. Ngoài giờ học, Đức còn theo phụ bố làm thợ hồ để kiếm thêm thu nhập và giúp đỡ bố. Đức là người đàn ông chân thành và rất quan tâm đến người yêu. Đối với Trang, chỉ cần như vậy là cô có thể cảm thấy cuộc sống vui vẻ và có ý nghĩa. Thấy em gái yêu anh phụ hồ nghèo rớt mồng tơi, Trâm vừa mỉa mai vừa phản đối. Mày điên rồi à? Xinh đẹp như mày kiếm đâu chả được chồng giàu. Chịu khó tân trang lại một tí thì khối anh lái xe hơi đến đón mày. Sao phải theo cái thằng khốn rách áo ôm làm gì? Trang liền trả lời chị. Đó là tình yêu, chứ không phải một cuộc trao đổi mua bán chị ạ. Trâm bực mình. Thôi, ta mặc kệ mày đấy. Cuộc đời mày, mày tự lo, khổ ráng mà chịu. Sau khi tốt nghiệp, cả Trang và Đức đều cùng vào làm cho một công ty kinh doanh. Làm việc ở đó được 2 năm, thì họ xin nghỉ và tự mở công ty riêng. Ban đầu khi mới ra kinh doanh riêng, Trang và Đức gặp vô vàn khó khăn. Nhưng vì sự đồng lòng cùng vượt qua khó khăn, nên cuối cùng mọi việc cũng dần đi vào quỹ đạo và công ty ngày càng phát triển. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, 10 năm sau, vợ chồng Trang hiện tại đã có được nhà cao tầng và xe hơi riêng không kém gì chị gái, và khiến rất nhiều người ngưỡng mộ. Khi đó, Trang cứ nghĩ cả gia đình mình như thế là đã yên ổn, hạnh phúc sống qua ngày. Thế nhưng, một sự việc bất ngờ xảy ra
khiến mọi thứ trở nên hoàn toàn thay đổi. Sau khi anh rể mất, chị gái của Trang nhà chồng đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, đến một xu tiền chia tài sản cũng không hề có, khiến Trâm bỗng chốc từ một mạnh phu nhân nay trở thành người quá phụ không một xu dính túi. Thấy chị như vậy, Trang liền đưa chị vào công ty làm. Nhưng suốt 10 năm nay, chị sống không công việc, quanh đi quẩn lại trong nhà, rồi lại ngoài quán quần áo, nên giờ đụng đâu cũng không biết làm. Trâm còn nói Trang chê cười chị, thương hại chị nên chị không cần. Trang thật lòng muốn giúp chị gái của mình, nhưng cô thực sự bó tay với người chị này. Cô phải làm gì bây giờ đây? Vâng, một câu chuyện thật là bất ngờ cũng như là cay đắng dành cho người chị như thế này đã xảy ra trong một gia đình. Cũng mong rằng quý vị đưa ra những lời chia sẻ và bình luận. Sau đây kính mong quý vị tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai. Bịa chuyện bị ung thư giai đoạn cuối để thử lòng bạn trai. Hành động của anh sau đó khiến tôi rối trí không biết phải làm như thế nào. Cách đây hơn một tháng, tôi thấy bụng dưới có nhiều biểu hiện khó chịu, đã vào viện khám. Bác sĩ bảo do khối u xơ tử cung kích thước lớn gây chèn ép xung quanh, cần phải phẫu thuật loại bỏ gấp. Lúc đó tôi rất hoang mang và lo lắng đến vấn đề sinh sản. Nhưng may được bác sĩ động viên là không ảnh hưởng đến chuyện sinh con, nên tôi cũng yên tâm phần nào. Khi đó tôi không nói thật bệnh tình của mình cho bạn trai biết, vì muốn biết rõ tình yêu bạn trai với mình có thật lòng không. Nhân cơ hội này, tôi đã gọi điện nói đang bị ung thư tử cung giai đoạn cuối. Quang rất sốc và lo lắng. Tôi cười thích thú vì biết bạn trai đang bị mắc lừa. Tôi dự định khi nào anh ấy vào bệnh viện thăm thì sẽ nói rõ sự thật. Thế nhưng trước và sau câu phẫu thuật chẳng thấy mặt mũi bạn trai đâu. Chỉ có cô bạn thân ở bên cạnh chăm sóc tôi. Khi sức khỏe tốt hơn, tôi đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Quang, nhưng anh ấy không hề bắt máy. Ngày xuất viện, chỉ có tôi và cô bạn thân, không thấy bóng dáng của bạn trai. Tôi đau lắm, nhưng qua biến cố lần này cũng biết được bản chất thật của anh ấy. Sau đó tôi cảm thấy thanh thản và quyết định buông bỏ. 4 hôm trước, bất ngờ Quang đến nhà tôi chơi, mang theo cuốn sổ tiết kiệm 3 tỷ cầu hôn. Tôi tức giận trách anh tại sao suốt một thời gian bạn gái nằm viện không ngó ngàng đến, bây giờ sao lại đổi ý nhanh đến vậy. Anh nói là trong thời gian tôi nằm viện, anh gặp rắc rối trong công việc nên không thể qua lại chăm sóc được. Nghe Quang nói thế, tôi chấp nhận tha thứ và đón nhận lại tình yêu của anh ấy. Nhưng sau khi Quang về, tôi kể lại với bạn bè thân vì lý do bạn trai không đến chăm sóc tôi được là do công việc bận rộn. Cô bạn cười bảo anh ta đang dựng chuyện. Chính cô ấy đã nói rõ bệnh tật của tôi cho Quang biết. Vậy là sau khi biết tôi không bị ung thư, Quang vẫn còn yêu tôi và muốn quay lại. Nhìn số tiền kia rất lớn, cả đời này tôi cũng không thể có được. Nó có đáng để tôi nối lại tình cảm với bạn trai hay là không? Vâng, thưa quý vị và các bạn, hai câu chuyện đến đây là kết thúc. Mong rằng quý vị lắng nghe cũng như chia sẻ và bình luận. Tôi rất chân thành cảm ơn. Đến đây tôi xin chào, hẹn lại gặp quý vị những video tiếp theo.